Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và dịch vụ xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trước đó tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 diễn ra ngày mùng 2 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Bộ chính trị kết luận, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê quán tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ông Thọ có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân. Ông Thọ từng giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. Ông Lê Đức Thọ từng giữ nhiều vị trí công tác như Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Tránh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Thọ được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, ông Thọ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 8 năm 2023, tại kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Đức Thọ và báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau đó một tháng, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành. Ngày mùng 2 tháng 10, tại ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.